Ý anh nói gặp em giống như là gặp người tri kỷ của anh vậy đó. Em gan vậy, em dám tới tận sào huyệt nhà anh vậy. Chuyện anh với em á giải quyết xong hết trơn rồi, em ngồi tới đây lằng nhằng cái gì nữa hả? Trời ơi, hôm nay á em tới gặp Honey là có chuyện quan trọng. Ngày hôm nay là ngày đại cát của em. Đại cát của em, nhưng mà đó là đại nạn của anh. Cái gì gặp em mà anh nói là đại nạn á hả? Không phải. Tại vì anh coi số đó, hôm nay đại nạn của anh. Nên là sáng giờ em biết không, anh thay đổi đồ liên tục luôn để thay đổi phong thủy. Nhưng mà cuối cùng vẫn gặp đại nạn đó em à. Thôi đại nạn gì chứ? Không phải, em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh đi, nghe anh này giải thích đi nè. Thôi dần dày đi. Mình đứng đây hoài cũng có tiện ha. Bây giờ em ra quán hủ tiếu đi, chờ anh đi. Chút nữa anh ghé đó, được không? Thôi em muốn ra quán hủ tiếu ở đâu. Mỗi lần đi đó là gặp xui xẻo à. Không bị mất giày thì cũng bị đánh bầm dập à. Em có đi đâu. Anh có cách rồi. Bây giờ em ra quán bán trứng cút á. Em ăn vài chục hộp đi. Ngồi đó chờ anh. Xong việc anh tâm sự cùng em nha. Tự tin. Em cũng không ăn trứng cút đâu. Em muốn ăn trứng ngỗng thôi à. Em có đi đâu. Bây giờ em muốn ăn trứng ngỗng nè, trứng đại bàng gì anh cũng mua cho em ăn hết trơn hết trọi á, anh hiểu không? Nhưng mà em phải nghe lời anh, phải ngoan ngoãn nè, phải vâng lời nè, phải dễ thương nè, phải dịu dàng nè. Anh hứa với em nha, là sau này anh sẽ chính thức đưa em về làm vợ nhỏ của vợ anh, được không? Em có biết không, anh yêu say đắm lắm, yêu say đắm vô cùng luôn. Bởi vì sao? Giữa cuộc đời với muôn đầy cám dỗ, anh chỉ cần một bến đỗ, đó là em thôi. Thôi anh đừng có dụ em. Anh không có dụ đâu. Em biết sao không? Anh đi. Đại nạn tới rồi em ơi. Đại nạn tới rồi. Bây giờ vậy, 8 giờ anh ghé em. Rồi mình tám với nhau. Anh đi. Anh Tài. Sao răng phải làm gì mà chạy với má đùi rồi hả? Mà phải công nhận, chị Lê chị dễ thương dễ sợ. Chị cháu mình bằng nguyên bộ đồ nhìn sáng hẳn ra, chứ không phải nhìn lại cái bộ đồ ní rắn măng quế mùa dễ sợ. Thôi đem về bò cho rồi. Chị Lê ơi, tưởng quen ai vậy lạ. Bây giờ mình đến chỗ lạ nhưng mà rất là quen đây. Là sao? Kết quả siêu âm đó chị. Là con trai. Chồng chị nói là muốn có một đứa con trai. Chồng chị cũng năn nỉ tôi xin cho anh một đứa con. Chồng chị còn thôi, nói thôi, là... thôi. Cô á nha, đàn bà con gái ăn nói chuyện là phải rõ ràng mạch lạc cho người ta hiểu. Nói cái gì mà không hiểu gì tự nhiên cái chồng chị. Đó, cái nết của cô nói chuyện bữa đó đó. Trách sao mà tôi không hiểu lầm. Đúng không? Đó, cái tôi nổi điên lên. Nhất là tôi nhớ nha, cô nghĩ sao mà cô nói tôi là cái phường cháo chúa lộn chồng. Trời ơi, tôi làm tổn thương cho quá. Cho nên tôi mà nổi điên tôi quýnh cô. Đó, quýnh cô chạy vòng. Xúc đầu quốc luôn, cô nhớ không? Nhưng mà sau đó tôi mới phát hiện ra một cái điều là tôi quýnh sai người. Tôi cảm thấy trời ấy nấy. Tại sao tôi có thể hung dữ như vậy được? Tôi quyết định mua một chục hộp vịt lộn tặng cho chồng cô, coi như một lời xin lỗi. Chị ăn hộp vịt lộn xong rồi, giờ bộ thèm nữa hay sao? Qua đây kiếm chuyện đòi nữa hả? Tôi không có tiền mua đâu. Mệt quá. Nói bậy bạ chồng gì mà chồng. Lộn gì mà lộn hả? Chồng của bà Lệ tên Tài, làm nghề môi giới đất đai ở hẻm Hoàng Hoa nè. Là cô nói là cái kết quả này là của cô với lại ông Tài chồng tôi, Chứ không phải là kết quả của cô với ông Vũ. Trời ơi, Tài ơi Tài, sao mà ra nông nỗi này vậy? Trời ơi, vợ đẹp con ngoan, sao mà bầm tèm chi nữa vậy? Đâu có đơn chiếc đâu mà bày ra cái chuyện này vậy? Hèn gì tôi nhớ, hôm bữa tôi cầm một chục hộp vịt lộn qua tôi tặng cho Vũ. Vũ nhìn tôi ngơ ngác, Vũ không hiểu chuyện gì hết. Nhưng mà Vũ vẫn giận, Vũ nói ai cho là Vũ nhận à. Vũ luộc, Vũ ăn, Vũ nhìn tôi Vũ cười. Vũ nói, mẹ khùng, tôi không hiểu gì hết. Tại sao tôi bị khùng, tôi tốt mà. Thì ra là con hồ ly này à. Con hồ ly này rất là dễ sợ. Nó giật chồng người ta rồi nó vô nhà người ta, nó ghen ngược lại với người ta. Nó còn nói người ta là cái vườn cháo chúa lộn chồng hả? Tao sẽ giết mày chết cái con hồ ly. Nè. Gì?
gì vậy? Vậy tụi làm có thai đó nha. Ờ, có thai đó, có thai luôn. Tao quýt mày sẽ thai luôn. Nè, nè, bỏ người ta của tôi. Của ai? Chân dài thì dài hả? Mày có chân ngắn luôn, chân dài nè. Vợ, chồng gian rồi nè. Vợ, vợ biết hôm nay chồng đi làm á, trong... Ủa, sao tự nhiên vợ bận thân vậy? Hôm nay là ngày đại cát mà, vợ phải vui lên chứ vợ. Đại cát mà vợ. Wow, trời ơi, vợ tôi có bầu con trai. Con trai trời ơi, hạnh phúc quá vợ ơi, giống là ngày đại cát rồi. Có hai cô công chúa, vợ thêm một hoàng tử nữa. Trời ơi, thương vợ quá, thương quá. Ủa, vợ bị cảm xúc ngược hay sao vậy? Như có khi nào như lúc này. Hạnh phúc quá. Vợ yêu chồng quá. Me too, me too. Vợ yêu chồng một cách giả diết. Đúng rồi, yêu giả diết lắm. Giết xong, vợ sẽ lấy giá. Ủa? Đó chứ vợ có bầu mà, con trai, Lily. Ủa? Này là của Lily chứ không phải Lệ Lệ hả? Vậy là đứa con trai này của Lily hả? Hôm nay là ngày gì? Ngày đại cát mà trở thành ngày đại kỵ.